Xin chào các bạn. Trong cái keo này thì mình đang đựng một con bảy màu nè các bạn. Nhưng mà không phải mình muốn khoe con bảy màu này làm gì đâu, mà mình muốn nói về cái con vật bên dưới kia các bạn. Đó, các bạn có nhìn thấy nó đang nằm ở dưới đáy cái keo không? Đó, nó đang nằm dưới đáy các bạn. Sáng nay thì mình vớt một con bảy màu chết từ cái hồ này ra nè. Thì mình đã phát hiện cái con vật này nó điêu trên cái xác của con cá bảy màu. Và con cá bảy màu chết thì kích thước nó bằng với cái con bảy màu này các bạn. Cái xác con cá bảy màu chết kia thì mình đã quăng mất tiêu rồi. Thành ra mình bắt cái con bảy màu này vô để cho các bạn hình dung được cái kích cỡ của con cá chết mà cái con vật kia nó đang điêu lên. Mình nhìn nó hình dạng của cái con vật này nó giống như một cái con bọ ngựa các bạn. Giống như con bọ ngựa thôi. Và nó có cắn chết con cá bảy màu hay không, hay là nó chỉ điêu lên đó để nó là một cái loại vật ăn xác chết của bảy màu thì mình chưa khẳng định được nha các bạn. Con vật này nó xâm nhập vào cái hồ bảy màu của mình thì chắc chắn là chỉ có qua đường rong thôi các bạn. Mình mua rong về mình thả vô chứ còn ngoài ra thì không có cái đường nào khác. Và hôm nay thì gọi là mình phát hiện ra cái này là một cái điều quá sức bất ngờ. Quay nó rõ cho các bạn xem nha. Đó các bạn, nó vừa giống một con bọ ngựa và nó cũng giống như một cái con bọ cạp vậy các bạn. Mà tên gọi nó là gì thì mình cũng bó tay. Phóng lớn cho các bạn xem nha. Mờ quá không thấy. Đó các bạn, mình đang phóng lên gấp 4 lần cho các bạn thấy rồi đó. Con vật này đối với mình nó là một cái nghi vấn về sát thủ của cái bảy màu nè các bạn. Đây là một hiện tượng rất là lạ. Mình quay lên đây để chia sẻ. Các bạn nào có biết nó là con gì thì chia sẻ lại cho mình và các bạn khác luôn nha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.